Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tim. Vâng, một cái vang cơ lai số mang thương hiệu WeWork Malaka M8FX về với anh Sơn ở Thái Bình ạ. Vâng, bên em tặng kèm dây giác anh để cái chuyển xuống âm ly nhá. Vâng, trước tiên em thay mặt công ty Zika đưa cảm ơn anh Sơn ạ. Vâng, anh Sơn nhá, thì đây là cái vang cơ lai số mang thương hiệu WeWork đấy ạ. Thương hiệu WeWork Malaka M8FX. Vâng, đây là dòng vang cơ lai số cao cấp nhất hiện nay. Và đang đứng đầu thị trường, đang đứng đầu thị phần dùng cho karaoke gia đình. Và được người tiêu dùng đánh giá rất là tốt. Vâng, đầu tiên với những cái tính năng vượt trội so với các cái dòng vang cơ lai số trên thị trường hiện nay thì chất nhạc xử lý được rất là cao cấp bởi cái chip số mang thương hiệu Processor Audio 48 bit DSP ạ. Đó, được xử lý bằng chip số. Đặc biệt cái dòng vang cơ lai số rất thân thiện cho chúng ta nghe nhạc được hay như cái vang số thực thụ, nhưng lại ở cái dễ chỉnh lại như một cái vang cơ. Đó, chúng ta chỉ cần một cái tua vít dẹt. Vâng, em để sẵn đây một cái tua vít dẹt. Chúng ta có thể can thiệp giải nhạc rất là đơn giản từ bass, trung, chest. Đó, đây là cái phần dành cho nhạc Music EQ. Chúng ta chỉnh rất là đơn giản. Và các cái tính năng vượt trội nữa so với trên thị trường hiện nay, cái này được tích hợp rất là nhiều tín hiệu đường vào, gồm có thể đọc được USB này. Đọc được USB. Và kết nối được Bluetooth này. Đó, kết nối được Bluetooth. Và kết nối bằng cổng quang từ trên TV, từ trên TV số mà có đường quang, chúng ta kết nối bằng cổng quang và tín hiệu đường coaxial, tín hiệu 5.1. Vâng, cái này thì hầu như là gia đình chúng ta cũng rất là ít dùng, nhưng lại tích hợp thêm rất là tiện lợi. Và Bluetooth thì nó đèn nó lại được thiết kế khác với các cái đèn khác đấy ạ. Đây ạ, các cái đèn khác đó đó thì chúng ta dễ nhận biết Bluetooth nó nháy. Và điều đặc biệt nữa, ở phía đằng trước đây có một chồng hú feedback đấy ạ. Đây hơi tối, đây hợp feedback ạ. Ở các dòng vang cơ lai số khác thì nó cái feedback này được đưa ra phía sau, chúng ta rất là khó kiểm soát là chúng ta đã bật chống hú hay chưa. Nhưng cái này được thiết kế rằng trước rất tiện lợi. Đấy, chúng ta ấn vào là chúng ta đã biết được chống hú, và chúng ta nở ra thì nó chưa kích hoạt, chúng ta hát rất là hú. Đây, các bạn ấn vào này, on ấn vào. Đó, tiện lợi. Đặc biệt cái dòng này lại sở hữu 8 chế độ mic rất hay, có cả echo và dì vật. Đó, để hỗ trợ cho những người hát yếu rất là tốt. Và cái nút nguồn được chuyển ra phía trước rất là tiện lợi để tránh trường hợp chúng ta phải luồn tay ra phía sau. Đó, nói chung là cái vang cơ lai số mang thương hiệu WeWork KM8FX này thì nó thông minh ở chỗ là dùng đơn giản hóa cho người dùng, không quá phức tạp cho người dùng. Thao tác rất là dễ dàng. Và đặc biệt đây là hàng nhập chính hãng. Đây ạ, hàng nhập chính hãng, các bác yên tâm, sản phẩm trên thị trường hiện nay không bao giờ có hàng nhái, chỉ có hàng chính hãng thôi ạ. Đó. Và để nói ở trên thị trường có một cái dòng vang cơ lai số nữa mà cũng có thêm sự lựa chọn cho chúng ta, giá thành rẻ hơn một chút, đó là vang Zia KM5FX. Cũng có echo và dì vật, nhưng tín hiệu đường vào nó chỉ có bằng tín hiệu AV thôi ạ, nó không có kết nối như Bluetooth, cổng quang hay là coaxial hay là đọc USB. Đó thì nếu mà chúng ta không cần nhiều tín hiệu thì chúng ta có thể lấy cái Zia KM5FX, cũng tạm chế độ mic rất là hay. Vâng, vì sao cái này em lại bán lại rất là chạy? Vì thứ nhất, cái tính năng vượt trội. Đầu tiên nó là tính năng vượt trội so với các dòng vang trên thị trường hiện nay về dòng vang cơ lai số. Thứ hai, tích hợp rất là nhiều tín hiệu đường vào. Đó, thứ ba là tối giản những cái thừa như cái USB, chẳng như cái anten USB ở trên những cái vang rất là dài, thô. Thì cái dòng này được tích hợp rút gọn, rất là tiện lợi. Chúng ta nó chỉ bằng một cái thẻ, như cái thẻ SIM đấy ạ. Vâng, rất là bé, phía đằng sau đây ạ. Đây. Ở cái vang Zia KM5FX thì ba núm tinh chỉnh cơ bản thì nó được chia ra làm ba khoảng rất là rộng, chúng ta can thiệp rất là khó. Đó, cái KM8FX được cao cấp hơn, tối giản ba cái phím đấy vào một góc, chúng ta chỉnh rất là dễ dàng. Đặc biệt cái dòng này chống hú rất tốt, chống hú tuyệt đối luôn ạ. Và có hai chế độ 5 và chế độ 6 là hát rất là tốt cho người hát yếu. Đó, và đấy, chỉ cần chúng ta chỉ cần một cái tu vít, chúng ta thiếu giải nào chúng ta thêm giải đó, ví dụ là thiếu chép tăng chép, thiếu trung tăng trung và thiếu bát tăng bát. Đó, chúng ta chỉnh bằng tay. Nhưng đặc biệt là khi mà tín hiệu chúng ta chỉnh đưa vào thì toàn bộ trong phía trong cái vang KM8FX này được xử lý bằng toàn bộ công nghệ mới, những con chip rất là tinh vi.
Đó, toàn bộ là những cái chip mà đã được nằm trên vang số. Đó, các bác thấy không ạ? Vâng, rất là tiện lợi và giá thành cực kỳ hợp lý. Đặc biệt cái này là bên em cũng bán rất là nhiều trên thị trường hiện nay ạ. Và nó vượt qua tất cả những cái dòng vang cơ số khác. Và cách thiết kế nó rất là đẹp. Bằng nhôm phay màu đen, rất là dễ phối ghép với các thiết bị như các cái màu sữa hay là màu ghi hay là màu đen, rất dễ phối ghép. Nó không kén đâu ạ. Vâng, đặc biệt là cái vang này cũng có thể kết nối được với âm ly để chúng ta cải thiện chất nhạc của cái âm ly, như âm ly Jaguar hay là những cái âm ly cổ khác mà chất nhạc nó không theo kịp được thời đại, thì chúng ta có thể hỗ trợ thêm cái vang. Nó vừa rẻ tiền vừa hiệu quả mà cái âm ly chúng ta vẫn có thể dùng được, truyền thanh cũng đầy. Đó thì là cái tiện ích của cái vang, hát rất là tốt, hát rất là nhẹ. Và dòng này bên em hát bên lại test rất là kỹ ở trong các video. Và cái video này em chỉ test lại cái sản phẩm của anh Sơn ở Thái Bình hoạt động tốt thôi ạ. Nói chung là rất nhiều sự lựa chọn cho các bác. Vang tầm hơn 1 triệu cũng có, 1.8 triệu, 9 triệu có, 2 triệu mấy cũng có. Nói chung rất là nhiều cho chúng ta chọn lựa, từ kiểu dáng, từ chất lượng, từ giá thành. Vâng, thì em đang kết nối với lại đẩy 4 kênh WeWork, mã là 4850L và một cái lưng tướng TDL Cortex, mã là CB600. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Sơn nhé. Đấy, thì là cái tiện lợi của cái vang mà anh đã sở hữu, em đã kể hết trong video. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Sơn và chúc anh Sơn và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công ạ. Vâng, xin phép được bỏ ra cho những người đóng hàng ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.